chào tất cả mọi người. Xin đón chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Lucky Me Yêu Là Chọn. Và tôi chính là Hoàng Rapper, cùng song hành với MC Cát Tường sẽ là những nhịp cầu nối để cho chúng ta hiểu được các bạn trẻ đang suy nghĩ điều gì, để có thể nắm bắt được những tín hiệu tốt nhất đến từ nửa kia mà mình sẽ đưa ra những phần lựa chọn chính xác nhất. Và tiếp tục với tuần lễ này, chúng ta sẽ đồng hành cùng với một cặp đôi rất là đáng yêu và dễ thương, thường xuyên âu yếm vuốt ve nhau trên phim trường. Đó chính là Thái Trinh và Quang Đăng. Thái Trinh và Quang Đăng xin chào quý vị khán giả. Ngồi coi bực mình cứ alo. Thái Trinh và Quang Đăng xin chào anh chị. Hôm nay lại rất là vui, bây giờ đã tiếp tục được gặp anh chị. Mình tự nắm nhưng tôi cũng đỡ tức, mình cũng nhớ vợ quá trời đó. Mình vô lại với chương trình nè. Tuần vừa rồi thì chúng ta đã thấy là Kim Linh cuối cùng đã loại một anh chàng ứng cử viên rất là sang giá luôn. Sang giá tức một anh lớn tuổi nhất, nhưng mà có vẻ cô này không có thích người lớn tuổi thì phải. Dạ. Vậy thì cô ấy sẽ chọn ai đây? Và muốn biết chọn ai thì chúng ta phải xem hành trình họ chia sẻ với nhau, họ có những cái thử thách như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem clip quý vị nha. Ở tập trước, cô gái của chúng ta là Võ Thị Kim Linh, 23 tuổi, quản lý idol và kinh doanh mỹ phẩm, đã gặp gỡ với ba chàng trai: Nguyễn Vũ Trường, 25 tuổi, nhân viên văn phòng của phòng cảnh sát giao thông quận 7; Nguyễn Tuấn Khôi, 24 tuổi, chuyên viên tư vấn Anh ngữ; và Thái Việt Long, 30 tuổi, kinh doanh đồ vest. Cuối cùng, Kim Linh đã gửi bông hoa từ chối đến cho Việt Long, người lớn tuổi nhất trong ba chàng trai. Sau khi từ chối ứng cử viên thứ nhất, nhân vật chính sẽ cùng hai ứng cử viên còn lại trải nghiệm những hoạt động thú vị để tiếp xúc, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Cuộc cạnh tranh để chiếm được trái tim của nhân vật chính sẽ thế nào đây? Bây giờ em có một trò chơi cho hai anh á. Ở đây anh thấy không, rất là nhiều con nít. Mà em á là em rất là thích con nít. Rồi. Bây giờ thử thách là hai anh sẽ đi thuyết phục năm bạn nhỏ đến nhà văn. 3, 2, 1 bắt đầu. Chị ơi, muốn mời ba nhóc á qua nhà văn chơi mình xíu được không chị? Chị ơi, tại vì em đang tham gia cái chương trình này, bây giờ em cần mấy bạn nhỏ để mình lại cái nhà văn mình chơi thôi, thì chơi miễn phí không muốn gì hết. Chị có thể dẫn hai bé đi với em được không? Hai bé mới chơi xong, mới vừa chơi xong hả? Ok, cảm ơn chị. Chị ơi, em ở bên chương trình tổ chức trò chơi đó chị. Dạ, em muốn mời hai bé nam hoặc là hai bé của mình tham gia chương trình game của tụi em không ạ? Dạ, mình tham gia cho vui ạ. Dạ. Bây giờ có đang quay phim á, cho nên là chú muốn mời mấy bạn nhỏ đến chỗ nhà banh chơi á không? Anh kia lãnh nói chuyện phụ huynh, anh này lãnh nói chuyện với con nít. Còn hết rồi, ở đây không có nhiều con nít, làm sao mà em kiếm đây? 5 người, chiến thắng. Bây giờ mình có một thêm một thử thách nữa. Thử thách của hai đội là có 30 phút để tập một tiết mục văn nghệ, hát múa hoặc là đọc thơ. Sau đó mỗi đội có tối đa 3 phút để biểu diễn tiết mục của mình. Rồi. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, bây giờ bốn đứa lại đây, chú nói này nè. Hai con có ai biết hát không? Chú cũng không biết hát vì căng đấy. Căng thẳng đây. Anh này mà bé. Rồi, con chắc cưng lắm à. Con biết hát bài gì? Ru con ngủ cưng. Hát là sở trường quên thôi rồi. Hả? Cái nhiệm vụ này đối với em thì nó cũng không quá khó, tại vì em cũng tiếp xúc với con nít cũng khá nhiều, cho nên là thiện cảm với bạn nhất cũng có, cho nên là nói với bạn cũng nghe. Quân số thì ít hơn một người, nhưng mà em rất tự tin về cái team của em. Đội mình tên gì mấy con? Đội gì? 1, 2, 3. Đội chiến thắng xin chào. Khi mà mình đưa ra cái thử thách này á, thì mình thấy hai anh khá là thích con nít, được lòng con nít nữa. Mới đầu anh Trường thì thấy nghiêng về phần thắng hơn, nhưng mà lúc sau thì thấy anh Khôi giao lưu các bé tốt hơn, nên hai anh đang ngang nhau. Sau thời gian hết 30 phút thì hai anh đã hoàn thành xong tiếng Việt của mình chưa? Xong rồi. Xong rồi. Bây giờ hai anh sẽ nhường ai biểu diễn trước hay là hai anh xù xì với nhau? Nhường cho tụi bạn thi trước. Rồi, là đội mình thi trước đó mấy con. Rồi bây giờ nha, 1, 2, 3. Đội chiến thắng xin chào. Ôi trời ơi, căng à. Đội chiến thắng rồi đó. Cô qua kèo là kèo qua cô. Chú ban dầu. Trời, bạn tập beatbox luôn chứ. Hết bài luôn. Chú ban trời ơi, dễ thương quá. Bập quá quá dữ luôn. 1, 2, 3.
bắt đầu nha. 1, 2, 3 mình chào cái nè, dưới tay phải nè, dưới tay phải chào nè. Rồi bắt đầu mình vô nè, bắt đầu mình vô nha. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền, cô và mẹ là hai cô giáo. Giọng anh lớn nhất. Mẹ và cô ai hát hết trơn. Với hai mẹ hiền. Vẫy tay, vẫy tay, vẫy tay, vẫy tay cho mọi người nè. Rồi. Qua 30 phút thì thời gian rất là ngắn, nhưng mà hai đội hát rất là hay. Cảm ơn mấy bé nha. Đội chiến thắng của anh Khôi hơi nhỉnh hơn một chút xíu, nên là chiến thắng này thuộc về đội chiến thắng của anh Khôi. Đúng như là cái tên là đội đạt luôn. 1, 2, 3 yeah nha. 1, 2, 3. Yeah. Thôi rồi, mình đặt 2, thằng 2 của tay con. Của tay, không sao cả, không sao cả. Rồi, bây giờ chú nhận tin kem. Cảm giác khi trở thành đội chiến thắng thì thật sự rất là sướng. Như bên cạnh đó thì trong cái lúc mà tập cho mấy bạn nhỏ thì thật sự rất là mệt. Tại vì nít mà nó rất là hiếu động, mới chạy chỗ này chạy chỗ kia, cho nên là cũng hơi khó chút xíu, nhưng mà em cũng đã làm rất là tốt cái phần này rồi. Với vị trí á quân mình vẫn tự hào và sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới. Do là mình mới làm quen với các bé, chưa thể tiếp xúc nhiều các bé được, còn cái sự xa lạ và sự ngại ngùng của các bé. Thắng thì phải có phần thưởng. Anh Khôi có thể nhắm mắt được. Nhắm mắt hả? Trời ơi. Wow, thích ha. Trời ơi. Cũng phải tiếc nuối. Cứ nghĩ là mới vòng 2 thôi, nhắm mắt lại thì ví dụ sẽ có một cái phần quà gì đó, hay là một cái ôm chẳng hạn. Nhưng mà bạn lại kiss em một cái ở trên má thì cảm giác rất là bất ngờ và cũng rất là sung sướng. Phần quà là một nụ hôn của bạn gái, thật sự là mình cảm thấy ghen tị đấy. Đó là cái động lực cho mình tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Theo em thì tình cảm của bạn nữ đang dành cho em cũng có em không đòi hỏi nhiều, nhưng mà chỉ cần có là được. Tại vì chỉ cần khi mà bạn thực sự có tình cảm thì bạn mới dành cái phần quà gọi là bất ngờ đó cho em. Thì Khôi là một con người nhí nhảnh, hoạt bát, dễ thương, nhưng mình tự tin mình có những ưu điểm tốt hơn để dành cho bạn gái. Về đối thủ là anh Trường thì thật ra là anh cũng làm rất là tốt ở cái phần vừa rồi. Thì chung quay lại đến thời ra đến cái giờ phút này thì cũng không khẳng định được điều gì. Em cũng khá là tự tin. Tại vì thứ nhất là em có để ý là trong lúc em làm việc hoặc là trong lúc em hướng dẫn mấy bạn nhỏ thì đâu đó Linh cũng có để ý. Thì thoáng cái giây phút em nhìn qua thì thấy Linh cũng nhìn qua em. Thì đâu đó từ ánh mắt trao đến ánh mắt thì có một cái gì đó nó em không biết phải gọi tên như thế nào. Thì đó là cũng khiến cho em tự tin. Có vẻ như bạn gái đã dành tình cảm cho Khôi nhiều hơn. Nhưng điều đó cũng không làm mình giảm đi cái sự cố gắng. Đó là cuộc thi, đó là cơ hội để tìm kiếm bạn đời của mình. Thì mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành phần thi của mình. Trời ơi, nó đã, nó trùng trướng giống như nụ hôn đầu rồi đó. Anh gửi lên má em. Nếu như có cô gái nào mình đang thích, mình đang cua mà cô tự nhiên mình làm cái gì đó, cái cổ thưởng cho mình nụ hôn, thì Quang đang nghĩ cảm xúc người như thế nào? Em cũng chưa biết, để em thử mới được. Có cái gì vậy? Cái nụ... Đã không anh? Quá đã. Tôi chưa thấy đã. Mặc dù là không phải lần đầu tiên. Trinh, em có thể thử với anh được không? Đồng cảm với đàn với. Nào, chúng ta là đàn ông với nhau mà, phải hiểu nhau về sống chứ. Sao quặn tim đau vậy? Mà quay trở lại với anh chàng beatbox nãy. Đưa tao tặng cho. Chỗ anh lắc mà cái miệng sệ nó bay qua bay lại. Bây giờ chúng ta thấy phần thắng có vẻ hơi nghiêng về Tuấn Khôi đúng không? Nhưng mà thật sự thì cuộc đua còn rất dài. Đã nói rồi, ngựa chạy đường dài mới biết ngựa nào là ngựa hay. Nhưng mà anh Trường này, anh có nhiều lợi thế ngay từ vòng đầu là anh rất là nhanh nhạy. Mời lập tức là năm bé, đầy đủ năm bé mà. Đúng rất là sớm, rất là tại nhanh. Tại vì anh không có khả năng giỏi thuyết phục. Con nít thôi. Có khả năng thuyết phục. Ừ. Còn về những khả năng ca hát, văn nghệ thì làm sao mà anh mới giỏi bằng anh kia được. Đến giờ phút này thì sau khi thi cử thì Trinh thấy hai chàng trai như thế nào rồi? Em thấy hai anh chơi rất là hết mình, fair play. Mình bỏ tay ra được. Sao em nhận xét về đàn ông cái anh dịnh dịnh nhái? Ừ, để người ta tự nhiên đi. Cái miệng em nói với ảnh thôi chứ trái tim em vẫn nằm với anh. Ok. Nói chứ em thì thấy là hai anh chơi rất là hết mình. Kể cả nếu là anh Trường á, ảnh thua nhưng mà ảnh vẫn hướng dẫn các bé là mình phải vỗ tay, mình fair play, mình chúc mừng mình chúc mừng các bạn đã thắng. Em thấy là nếu như mà ảnh mà sau này có con á, thì em nghĩ ảnh dạy con rất là hay. Dạy rất là thì kiểu quân đội á. Kiểu quân đội, nhưng mà nó em thấy sẽ là một người cha tuyệt vời. Nhưng mà giờ em thích ai? Lúc đầu là em thích anh Khôi mà. Ừ, sao giờ anh chuyển hướng anh Trường rồi? Dạ, em cũng thích anh Trường. Nói chung cũng biết. Thôi tôi em bức hoa. Ông chọn.
Chặng đường gian nan của hai chàng trai còn chưa hết. Cô nàng trẻ con Kim Linh sẽ vẫn tiếp tục thử thách họ. Thử thách tiếp theo, hai anh sẽ cưỡi ngựa và chạy đến đích kia là dây màu xanh. Ai mà chạy đến đích trước thì sẽ là người chiến thắng trong thử thách này. Là có phần thưởng nữa đúng không? Đúng rồi. Thôi à, tôi sẽ không thua cậu nữa đâu. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi, hơi bị đau rồi đó. Cố lên. Nặng quá, ông nặng quá. Ờ, ha, mình quên là. Ủa, sao kỳ vậy? Ông nặng cố lên. Trời ơi, anh chịu cố lên. Cố lên, ngựa ơi. Dạ, trời, cố lên. Trời ơi. Rồi xong. Và qua thử thách lần này thì người chiến thắng là anh Khôi. Giải thưởng của chiến thắng lần này là anh với em cùng nhau cưỡi lần này. Anh cũng đoán là như vậy. Hơi mệt á. Không sao, anh sẽ làm được. Chứng kiến Khôi và Linh đang vui vẻ với nhau, Trường không thể đứng yên. Anh chàng đã bắt đầu hành động. Đâu đấy, hai vòng liên tục thua. Chứng kiến người con gái được anh chàng cái đẩy đi thì thật sự là không ai vui đâu. Tới thời điểm này thì tình cảm, cảm xúc cũng như là lý trí thì nó đang mông lung lắm, thực sự như vậy. Có lẽ là em phải nhờ quyền trợ giúp của một người là bạn thân của em ở chung nhà em, nó hiểu em lắm á. Có lẽ là em sẽ gọi điện cho nó em ạ. Rồi em sẽ giới thiệu Han nhé. Thiệt hả? Thiệt. Ủa chứ nãy giờ em dở hả? Hello. Tôi đang tham gia chương trình mà tôi kể bà á, thì bà hiểu tính tôi rồi đúng không? Giờ bà cứ nói chuyện thử, bà cho tôi ý kiến ha. Anh này tên là Trường. Chào Trinh. Anh này tên là Khôi. Nói chuyện với anh Trường trước ha. Chào Trinh. Mình tên là Trường. Của anh hiện tại đang ở đâu? Ở thành phố hay là ở... Anh hiện tại anh đang ở đâu? Hiện tại anh ở quận 7, anh ở chung cư Sunrise City. Còn ba mẹ anh thì ở Gò Vấp. Anh ở riêng độc lập, không có liên quan ba mẹ. Anh tự lập khoảng một năm hơn rồi. Nói chung là cũng khá vất vả đấy. Rồi. Bây giờ nói chuyện với anh Khôi ha. Chào Trinh. Anh tên là Khôi. Em muốn biết cái nhận xét của anh về bản thân mình. Anh thấy Linh là một người rất là cởi mở, rất là tự tin mà cũng khá là vui vẻ. Đặc biệt có một cái là Linh cũng chia sẻ là Linh khá là ít bạn, cho nên là anh nghĩ là Trinh là cái người gọi là gần gũi nhất với lại Linh. Thì anh thì anh đang muốn nói rằng là thật ra là cái phần mà em lo lắng cho Linh á, hoặc là từ trước đến giờ thì anh nghĩ là em sẽ bớt đi phần nào rồi. Tại vì anh sẽ cùng với Trinh để lo cho Linh, đặc biệt là đi ăn đúng không? Linh rất là thích đi ăn. Cảm ơn Trinh nha. Ok. Cho tôi xin ý kiến đi Trinh. Đây là quyết định của bà thôi. Từ sáng đến giờ đi chơi thì bà cảm thấy là người nào cả cảm thấy là thích hợp với bà thì trong lòng bà nghĩ là mình sẽ có quyết định riêng của bà rồi. Nhưng mà cái suy nghĩ của tôi với suy nghĩ của bà khá là giống nhau ấy. Sau khi nói chuyện với hai người trong khoảng một thời gian rất là ngắn thì tôi thấy là tôi vẫn thích âm Trường hơn. Có sự tự lập và chính chắn trong lời nói. Đó là chuyện ở bà. Em và bạn em thì hai đứa cũng kiểu như là tự lập, nên những nào chàng trai nào mà tự lập á, thì hai đứa đều rất là thích. Mình cảm thấy là có chút gì đó nó cũng hơi buồn chút xíu. Nhưng mình cũng nghĩ lại rằng là có thể thứ nhất là cái lời góp ý của bạn thân của Linh á, thì cũng là một phần, nhưng quan trọng nữa là nằm ở Linh. Thì đến giờ phút này thì em vẫn giữ được cái sự tự tin như hai vòng trước. Khi mà bạn của Linh chọn em thì em tự tin hơn rất nhiều. Em cảm thấy là những thành quả mình cố gắng được đã được ghi nhận. Ai chà chà, vậy giờ sao? Vậy ưu thế đang thuộc về ai? Nhưng mà thật sự ý kiến của người bạn như vậy nó không có chính xác. Cũng mông lung như một trò đùa. Cũng mông lung thôi, tại vì nghe qua video call nữa thì nhiều khi nó cũng không có được rõ lắm. Rồi cái mặt nhiều khi nó trong nó khác, ở ngoài nó khác.
mới lại phải theo dõi nguyên một cái hành trình đi chung đi chơi mới thấy cái cách thể hiện bên ngoài. Cho nên cái này cũng chỉ là để gọi là tham khảo nghe cho vui thôi. Chứ nếu mà lấy cái đó để mà làm một cái để mà quyết định thì nó cũng không có chuẩn. Thấy nhiều khi mình cũng tin lời bản thân mình lắm đó chị. Nhưng mà cô này có vẻ lung lạc rồi đó. Thấy là anh Trường hiện giờ cũng vẫn đang chiếm lợi thế. Hai người này là có vẻ 50-50 chứ không phải là nghiêng về bên anh Khôi đâu. Nãy giờ em nghĩ ra một cái hướng thuyết âm mưu là có khi nào cô bạn thân này kêu cô Linh là thích anh B đi, bởi vì là cô bạn thân đã thích anh A rồi, cho nên kêu cổ thích anh B để cổ có contact anh A, hiểu không anh? Đúng là mù phụ nữ ghê gớm thiệt. Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân. Thôi gọi một cuộc nhè đủ rồi đó chị. Em nghĩ mà đi nguyên chuyến hành trình á, chắc không còn ai để chọn luôn á. Thôi mình coi tiếp đi, chờ đó xem cô ấy sẽ chọn ai. Rồi, chào Linh. Cái này là anh cũng vừa mới chuẩn bị thôi. Anh mới sực nhớ rằng là em rất là thích ăn, nhưng mà anh không biết là bánh ngọt em có thích không. Cho nên thì anh cũng chuẩn bị sẵn cái này thì anh gửi tặng cho em. Nó giống như là một phần tính cách của anh trong cái việc mà yêu một người sẽ rất là ngọt. Nhưng mà sáng anh có nói là anh rất là chiều người yêu. Cảm ơn em. Ngọt quá, thôi được rồi. Ví dụ như bây giờ á, kết thúc chương trình em chọn anh Trường thì anh nói sao? Buồn. Cho dù là kết quả như thế nào á thì anh nghĩ là sau chương trình á thì mình cũng nên có một cái buổi gặp lại hết mọi người. Ủa chứ không phải là gặp riêng mình em hả? Ủa gặp chung hết mọi người rồi cũng có thể gặp riêng em. Tại vì đâu ra đó chứ đúng không? Không, cái khoảng thời gian dài vừa rồi giống như anh được sống lại trong cái gì đó gọi là rung động, là hạnh phúc. Anh vậy, ok, cảm ơn em. Thì anh có thể làm một cái được không? Ok. Hãy để cho anh được yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không Linh ơi? Tự nhiên anh quên mất rồi. Anh nghĩ là cái lời bài hát đó hiện tại thì nó đang giống như vậy nè. Thật ra thì từ yêu mình có thể thay bằng thích cũng được, đúng không? Thì hôm nay là anh sẽ không giữ em suy nghĩ nữa, mà anh sẽ nói rằng là anh thích Linh. Cảm ơn em đã đến với... Không phải, cảm ơn em đã xuất hiện ngày hôm nay để gặp anh. Em cảm ơn anh. Ok, cảm ơn em, hẹn gặp em lại xíu nữa. Hai em lần gặp nhau thứ N của chúng ta cho ngày hôm nay. Anh cảm nhận được tình cảm của em dành cho Khôi. Ủa, tự nhiên sao ấy cảm nhận nhanh quá vậy? Không, có thể chỉ là tại vì một số hành động thôi làm anh nghĩ rằng là em dành tình cảm cho Khôi. Anh nghĩ anh cảm nhận được là anh thích em. Anh thích em không phải là vì là anh muốn thắng ai đó hay vì là anh muốn chứng tỏ điều gì đó, mà cái này là cái cảm xúc ban đầu. Anh rất coi được cảm xúc ban đầu. Nếu ngay từ lúc chúng ta ở vòng giấu mặt anh nhìn em thì anh đã thích em rồi, thì cái đó là cảm xúc của anh. Nó không phải xét đánh đâu, nó là cảm xúc ban đầu thôi. Về cái phương châm sống của anh thì anh cũng chia sẻ với em luôn. Anh làm việc không phải là anh kiếm quá cần, kiếm quá nhiều tiền. Anh chỉ kiếm đến mức tiền nhất định mà anh cảm thấy là đủ rồi. Anh chăm lo gia đình, anh lo cho gia đình, lo cho con anh, lo cho vợ anh, lo cho bố mẹ vợ anh, lo cho người nhà bên vợ. Tại vì anh nghĩ là yêu thì không phải là yêu mình em, anh muốn yêu là yêu cả người thân của em, ba mẹ em, hai em của em. Đúng rồi. Nó không chỉ là đi đúng hướng rồi anh. Ở đây anh có muốn gọi lại với em thử nhắn lại được không? Rồi, chờ anh xíu nha. Em có thể mở mắt ra được rồi. Đây là bó hoa đặt riêng cho em mà tối hôm qua đặt cho 23 bông hồng để tượng trưng cho 23 tuổi của em, cũng là sau 23 năm từ ngày em sinh đời thì chúng ta gặp nhau. Đồng thời nó cũng càng em hay nhỏ.
em cũng xin chín năm. Trời ơi, nãy giờ anh ngồi anh đơm hoa. Anh từ đây là hy vọng em sẽ thích. Nó có thể nó xấu không được đẹp nhưng mà cái đó là cái tấm lòng và cái tình cảm của dành cho em. Anh tặng em. Anh có thể ôm em được không? Mỗi khi ôm anh ôm rất chặt thôi. Anh chờ quyết định của em. Cảm xúc bây giờ của em hơi bị mông lung. Nói chung là rất là phân vân giữa hai người. Mỗi người có một tính cách em thích. Giữa mình và Linh có rất nhiều điểm tương đồng với nhau. Tuy là đã có những một số lúc mình cảm thấy Linh không dành tình cảm cho mình, nhưng mà điều đó cũng không làm mình dừng lại cái việc cố gắng và tiếp tục. Và từ từ mình cảm nhận được là Linh cũng có dành tình cảm cho mình. Anh Trường thì chững chạc, kiểu tiếp người mà đàn ông của gia đình á. Còn anh Khôi thì là một người dễ thương, tính tình rất là dễ thương, nói chuyện rất là dễ thương, cũng là một người rất là quan tâm chăm sóc. Cũng có những giai đoạn là mình cảm nhận được là Linh cũng có một chút xíu tình cảm dành cho mình, nhưng cũng có giai đoạn là mình cũng không cảm nhận được mà mình lại thấy ngược lại, đó là Linh cũng dành tình cảm cho Trường. Nói chung những cái gì mà về tình cảm, về cảm xúc á, thì nó rất là khó nói và cứ để thời gian nó sẽ trả lời. Nếu mà tình cảm nhiều hơn á thì có lẽ là anh Khôi, nhưng mà để mà nói về một mối quan hệ mà tiến xa hơn á thì là anh Trường. Tại vì tính ra thì anh Trường gần sát nhà em luôn. Mình dự đoán là khoảng 80% Linh sẽ chọn mình. Vì mình, thứ nhất, mình tự tin có thể mang lại cuộc sống tốt cho Linh. Thứ hai là mình cảm thấy được là giữa mình và Linh có sự rung động của trái tim. Nhưng mà anh Khôi thì lại cho em nhiều cảm xúc hơn, rung động hơn. Công tâm mà nói thì mình cũng đang cảm thấy hơi bị thua chút xíu so với Trường ở đây. Do đó thì anh Trường sẽ nhỉnh hơn. Sự lựa chọn cuối cùng của mình là... Trời ơi! Chưa bao giờ mà em thấy một cái cuộc đua nào mà nó căng thẳng hồi hộp mà gây cấn giữa hai anh chàng này. Chị là chị có kết quả trong người chị rồi. Em thì em cũng khá là ấn tượng với anh Trường đấy. Cũng ấy thương thương cho anh Khôi. Nó nhiều cái yếu tố khách quan để cho cô này có thể chọn anh Trường lắm. Thứ nhất là có nhà, có xe, có công việc ổn định. Quá, điều kiện quá đầy đủ. Thứ hai là cũng thẳng thắn và nói ra những cái điều nó sâu sắc, chứ không phải chỉ đúng là cái vậy. Cảm xúc yêu đương rồi hát hò mà nói về tương lai, lo cho cả là ba mẹ em rồi vân vân. Cái điều đó đánh vô cái tâm lý của người phụ nữ. Nếu như người phụ nữ đó thật sự muốn lập gia đình, đúng không? Quá, còn cái cảm giác hát hò yêu đương nó chỉ là cái giai đoạn đầu thôi. Nhưng mà nếu đi đường thật trường thì thôi. Nó phải có thực với vực được đạo và đúng phải vậy. Thực tế. Đúng vậy. Cái nó thêm cô bạn thân lại chọn luôn. Rồi Trường đó nữa. Bao nhiêu lý do. Cái anh Khôi chỉ có một cái điểm mạnh là có cái cảm xúc chút xíu vậy thôi. Nhưng mà chị nghĩ là cô này sẽ chọn anh Trường. Thái Trinh nghĩ sao? Anh nghĩ sao? Lúc đầu thì Nguyễn Anh đang nghĩ là cô này không có chọn anh Trường, nhưng mà sau 3 vòng á, theo cái lộ trình mà anh này đi thì có vẻ như đang nghiêng về anh Trường nhiều hơn. Bởi vì anh Trường không có chỉ có cái vẻ bề ngoài bề nổi không, mà càng về sau thì anh Trường càng thể hiện rõ cái bản lĩnh đàn ông của mình hơn. Có chuẩn bị nắng một hình con heo rất là dễ thương. Anh cũng rất là lãng mạn. Mà em thấy giống như kiểu là người thì đô co rất là thô, đàn ông mà lại nắng ra cái con heo mà nó rất là xinh xắn, nhỏ nhắn dễ thương, mà cái cảm giác cái bàn tay mấy ngón tay bự bự mà nắng khéo léo như vậy thì em, thì nếu thật sự em là phụ nữ thì em cũng cảm thấy rất là xúc động. Giờ em đang nghiêng về anh nào nào? Dạ em thích con heo của anh Trường. Xong đó luôn. Cũng là một đòn tâm lý rất là hay. Đó. Chị là chị cũng chọn anh Trường à. Đầu tiên chị cũng sẽ thích Khôi lắm, nhưng mà một chút xíu đoạn đầu thôi. Yeah. Nhưng mà rồi chị cũng sẽ chọn anh Trường. Về lý trí thì nên chọn phải Trường. Nên chọn bằng lý trí nữa. Mà anh Trường cũng kỳ dễ thương mà. Yeah. Đúng không? Nếu mà lắng động chút xíu tặng cái bó hoa thì cũng là rất là lãng mạn vậy. Chứ anh không có hát thôi. Còn anh Khôi chỉ có hát bài thôi. Hai bài. À, bài đầu với bài cuối là hai bài. Hoàng nghĩ sao nếu Hoàng? Nếu mà em là con gái nha, em sẽ chọn anh Trường. Tại vì rồi. Có quá nhiều điểm tựa để mình hoàn toàn tin tưởng vào bộ ba đó. Ôi chắc là tất cả chúng tôi đây phải chia buồn với bạn quá. Tại vì bốn người mà đều chọn Trường hết trơn rồi. Thôi thì bây giờ ta xem thử coi cái người trong cuộc nhân vật chính đó là Kim Linh sẽ chọn ai nhé. Trời ơi, chọn anh Khôi với tôi cười hoài luôn á. Bây giờ em sẽ phải chọn ra một người để tiếp cho em.
thì hai anh có thể nói với em một lời cuối được không? Một lời trước khi em tặng người đó bông hoa này. Ok, hai câu. Thứ nhất, anh không thích hoa. Thứ hai, quyết định của em luôn là quyết định đúng. Với anh tôn trọng mọi quyết định của em. Anh tin vậy em. Kết quả đã ăn bài. Trong khi anh Trường anh đánh đúng tâm lý luôn. Tất cả là vì em. Anh chỉ quan tâm đến những gì em muốn thôi. Khôi là một người rất là dễ thương. Tính của Khôi rất là trẻ trung, năng động. Chắc chắn là sẽ gặp được một cô bạn gái xinh đẹp và xứng đáng với Khôi. Cảm giác của mình bây giờ thì hoa hồng vàng này thật sự là rất là đẹp. Nhưng mà có lẽ là không có nên nhận trong cái giây phút này. Linh là một người con gái, một người phụ nữ thì dẫu sao thì bạn cũng rất là cần một cái nơi vững chãi hơn, chín chắn hơn cho cuộc sống sau này. Trải qua một ngày tìm hiểu và cùng nhau trải qua các thử thách, nhân vật chính sẽ lựa chọn và đưa ra quyết định từ chối người thứ hai. Ứng cử viên cuối cùng được giữ lại sẽ là người được tỏ tình. Trước khi mà em muốn mở lời với anh á, thì em muốn hỏi anh những câu hỏi cuối cùng được không? Được, em hỏi đi, anh nghe. Nếu như sau buổi gặp này thì em với anh hẹn hò thì khoảng bao lâu thì anh sẽ cho ba mẹ biết về em hoặc là bạn bè biết về em? Ngay bây giờ. Ủa, ngay bây giờ sao được? Được, anh sẽ cho người biết về em. Dạ thì hôm nay em muốn tặng anh bó hoa của Dương này. Hoa Dương thì đã mang tính chung thủy rồi, nhưng mà nó còn thể hiện là sự chân thành, ấm áp. Màu vàng của nó là màu của nắng, thì ấm áp như nắng gì đó. Thì em muốn tặng anh, em mong là tình cảm của anh và em sẽ ấm dần lên. Và em muốn hỏi là anh có đồng ý làm bạn trai em không? Anh đồng ý. Đúng với tất cả những gì mà chúng ta đã dự đoán. Chúc mừng bạn Vũ Trương. Thôi thì đành phải chia buồn một chút xíu với Khôi đúng không? Nhưng mà thật sự trong nào buồn? Trong trực chiến có option khác nè, còn bạn Trinh là bạn thân của bạn Linh mà. Hết hồn, em giật mình, hơi giật mình xíu. Đúng là đúng cái câu nói là phải đường dài mới biết ngựa hay. Lúc đầu mình không ai nghĩ tới là anh Trường. Thậm chí là Đăng còn định loại anh Trường nữa. Đó, thua rất nhiều trận thử thách. Thì bản thân em thì em thấy là nếu mà mới vô mà nói nhiều quá thì em không thích. Nhưng mà nếu mà nói được mà làm được. Chính xác. Mà qua mỗi mình thể hiện, qua mỗi vòng mình càng thể hiện được. Nếu mà mình nói mình không làm được thành là khoác lác thì phụ nữ không thích. Nhưng mà nếu mình nói được mà mình làm được, đó là sự tự tin, phụ nữ rất thích. Cảm ơn chị Cát Tường đã có một chuyến hành trình rất là thú vị để giới thiệu với tất cả mọi người. Cảm ơn bạn Thái Trinh và Quang Đăng ngày hôm nay cũng đã đồng hành cùng với Lucky Me, yêu là chọn nha.
và chúc cho hai bạn luôn luôn tràn đầy sức khỏe, sức trẻ và đặc biệt là luôn yêu thương. Cũng nhớ bạn tham gia chương trình Yêu Là Cưới luôn nha, khi mà hai bạn đã quyết định đám cưới với nhau. Chương trình nó có hôn lắm đó, ai là tham gia đều phải cưới thiệt hết á. Em nhanh liền anh. Tôi sẽ là MC đám cưới dành cho các bạn. Rồi, nhưng bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Quý vị hãy nhớ đón xem chương trình vào khung giờ rất là quen thuộc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Và bên cạnh đó, cổng thông tin Love TV cũng như là kênh YouTube MCV Media đã sẵn sàng chờ đón quý vị đến để theo dõi lại những tiết mục mà quý vị muốn được thưởng thức. Và bây giờ, rapper Cát Tường, Thái Trinh và Quang Đăng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào.